Xin chào các bác đến với kênh xe đạp Hải Phòng của website xe đạp Hải Phòng.com và em là Kiên xe đạp. Trong video này em sẽ làm một cái đoạn clip ngắn giới thiệu cho các bác một cái dòng xe touring mà dành cho những người có chiều cao khiêm tốn từ 1m55 cho đến 1m65. Thường là sẽ dành cho nữ và chiếc xe này nó rất là màu hồng nên nó rất là phù hợp với những người yêu màu hồng. Và không để các bác đợi lâu, em sẽ tiến hành review chiếc xe này ngay bây giờ. Vâng, đây là tổng quan chiếc xe đạp Giant Escape màu hồng size nhỏ, phù hợp cho nữ cao từ 1m55 cho đến 1m65. Chiếc xe này là màu hồng phù hợp với nữ, có thể nếu mà bác nào mà thích màu hồng thì cũng được. Pedal một chiếc xe khá là đẹp. Chiếc xe này là size XS nha các bác nha. Size XS có nghĩa là extra small, là siêu nhỏ. Khung của chiếc xe được làm bằng khung nhôm rồi. Thường thì những cái khung của hãng Gia này là người ta quá nổi tiếng bởi cái công nghệ alloy X của họ. Chiếc xe Gian Escape R3 đã qua sử dụng tại thị trường Nhật Bản. Về phần sơn thì em đánh giá là chiếc xe này sơn khá còn đẹp. Chỉ xước một vài chỗ nhỏ nhỏ thôi. Đây, như chỗ này chẳng hạn. Về phần càng trước thì có một số lơi nhỏ nhỏ hơi xước tí. Chúng ta cùng đi đến bên này. Xe được trang bị quả lốp là 700x28C. Đằng trước cũng vậy. Đi đến phần cấu hình chuyển động thì chúng ta được xe được trang bị bộ chuyển động Shimano hết, gạt đĩa đằng trước là Shimano, đùi đĩa là 3 tầng, đằng sau là bộ chuyển động SRAM. Thì nhiều quý khách không biết bộ chuyển động SRAM là gì. SRAM này là hãng bộ chuyển động của Mỹ, còn Shimano là hãng bộ chuyển động của Nhật Bản. Thì SRAM này nó cũng tốt, thậm chí còn hơn cả Shimano, hoặc nhiều cái bộ nó còn đắt hơn Shimano. Thì trên xe này được trang bị bộ chuyển động SRAM. Lip là lip 8 tầng, lip thả luôn ạ. Lip thả 8 tầng. Về phần vành của chiếc xe thì là vành nguyên bản của hãng. Vành này là nguyên bản của hãng. Đấy, vành sản xuất bởi Giant này. Vành này rất là hay, rất là đẹp, bởi vì là vành này nó phân ra là đũa thưa, nhìn rất là thể thao, rất là đẹp mà không sợ yếu, bởi vì là hãng người ta thiết kế rồi, nó chỉ phân tách ra thôi, nhìn như vành đúc ấy. Vành cao thành rất là cứng cáp. Lốp của xe này thì còn khá là đẹp. Phanh thì vẫn trang bị phanh V truyền thống như của các cái dòng touring Nhật Bản khác. Về phần yên xe này là yên có giảm sóc, có thể nhún được. Các bác ngồi lên nó có thể đàn hồi được một đoạn khoảng ngắn, có giảm sóc. Đằng trước của chúng ta có một cặp vành giống y như vậy. Trước sau như một ạ. Vành 700C hai lớp ạ. Nguyên cặp. Phanh V.
logo ra là Giant logo lỗi, cồn bát là FSA. Phần tay cầm của chúng ta thì có, chúng ta có phần tay cầm bằng, tay bằng hay còn gọi là tay ngang. Ở bên trái thì trang bị tay chuyển số, ba đĩa, ba tầng của đĩa. Còn ở bên phải thì là trang bị bộ chuyển số 8 lip, 8 tầng của lip. Đây là tổng thể của chiếc xe. Xe là khá nhỏ nhắn, rất thích hợp cho người có chiều cao trên dưới khoảng 1m6, 1m55 cho 1m65, rất hợp. Vâng, và em đã đánh giá xong chi tiết chiếc xe đạp Touring Giant XK màu hồng dành cho nữ, hoặc là những người yêu thích màu hồng, có thể là nam yêu thích màu hồng, có chiều cao khiêm tốn từ 1m55 cho 1m65. Và các bác quan tâm đến chiếc xe đạp này có thể liên hệ cho em qua ra số Zalo 0975 709 943. Và ngoài ra thì em còn rất là nhiều các xe đạp khác, nếu các bác quan tâm thì ở trên Facebook các bác hãy ấn kết bạn với em qua tài khoản Kiên Xe Đạp. Ở trên YouTube thì các bác ấn đăng ký kênh Xe Đạp Hải Phòng để mà xem những video mới nhất. Ngoài ra em còn bán đồng hồ đeo tay các hiệu như là Orion, Seiko, Citizen. Các bác quan tâm thì hãy lên Facebook và YouTube tìm là Kiên Đồ Cũ để xem những cái mẫu đồng hồ này nhé. Vâng, và xin cảm ơn các bác đã dành thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.